Xin chào các bạn, hôm nay thì mình xin chia sẻ với các bạn xem một sản phẩm mới có tên là vitamin B12. Thì với sản phẩm này, công dụng chính đối với cây trồng đó là sinh ra những tế bào mới và giải độc cho cây. Thì như các bạn cũng đã thấy ở bên trái màn hình của các bạn, đó là mẫu mã của sản phẩm. Mới nhìn sơ qua thì các bạn có thể nhận được đây là một trong sản phẩm dành cho thú y. Thì mình cũng xin chia sẻ là như vậy, tại vì trong cây trồng của chúng ta đó thì không có trong cây trồng của chúng ta thì không có cái sản phẩm vitamin B12 riêng cho cây trồng, nên chúng ta mới sử dụng những cái sản phẩm của bên thú y, chúng ta pha với nước, chúng ta phun. Các bạn cũng có thể dùng vitamin B12 bên y tế để phun cho cây cũng được, nhưng mà và cái giá thành thì cũng hơi cao. Thì nói chung là trong nôm na là hơi sang á, nên chúng ta dùng cái vitamin B12 bên thú y, chúng ta phun cho cây là được rồi. Thì mình nói sơ qua trong trường hợp nào chúng ta dùng cái vitamin B12 này. Vitamin B12 thì chúng ta dùng khi mà trường hợp thứ nhất á, là cái cây chúng ta phun bị phạm thuốc. Phạm thuốc ở đây có nghĩa là thứ nhất là cái thuốc có một số có hạt chất nó tính nóng, mà trong cái điều kiện cây chúng ta đang trong thời kỳ mẫn cảm, ví dụ cây mới đào về, cây mới di chuyển từ những cái vùng địa lý khí hậu khác nhau sang những cái vùng địa lý khí hậu khác, nói chung là di chuyển từ nơi này sang nơi khác á. Thứ ba là ở một cái môi trường đang có một số cái hiện tượng, ví dụ như hạn hán hoặc là mưa nhiều, ẩm độ cao. Thứ tư là có một ở ở trong một số trường hợp mà ví dụ như cây bị hạn sinh lý. Hạn sinh lý có nghĩa là chúng ta vẫn tưới nước đầy đủ, vẫn cung cấp đầy đủ nước nhưng mà cây vẫn bị héo. Thì về hiện tượng này thì mình sẽ chia sẻ ở một video khác. Ở trường hợp tiếp theo nữa là khi mà chúng ta bón nhiều phân hơn bình thường, đặc biệt là phân vô cơ hay là phân hóa học. Có một số loại phân hóa học khi chúng ta phun lên lá sẽ làm cho lá bị cháy, bị nám, bị cháy bìa lá, bị vàng lá, rụng lá. Thì chúng ta vẫn có thể dùng cái sản phẩm vitamin B12 này để giải độc cho cây, để giúp cây sinh ra những tế bào mới, đẩy đi những tế bào chết ra ngoài. Vân vân, nói chung là vitamin B12 này là một cái liều thuốc mà giải độc cho cây khi mà cây gặp những cái điều kiện ngoại cảnh khó khăn. Trong điều kiện mà cây bị thối rễ, chúng ta vẫn có thể dùng được để tái tạo bộ rễ mới các bạn nhé, hoặc là bị rụng lá rụng chồi để chúng ta dùng để sinh ra chồi mới. Mình xin đi vào phần nội dung chi tiết. Thì như mình đã chia sẻ đó, vitamin B12 sẽ giúp cho cây sản sinh ra tế bào mới, hiệu quả trong việc giải độc cho cây khi dùng quá liều phân bón hay thuốc trừ bệnh. Tuy là thuốc dùng trong thú y nhưng lại ứng dụng trong cây trồng, mục đích là cây sẽ sản sinh ra rất là nhiều tế bào mới. Và cái liều lượng thì chúng ta pha cái liều là 2 cc cho 1 lít nước. Thì với cái chai 100 ml này thì chúng ta pha cho khoảng là 50 lít nước. Các bạn nào mà dùng cái bình 25 lít thì chúng ta pha 2 bình các bạn ha. Chúng ta có thể là dùng cái liều đó là chúng ta một ngày á, thì chúng ta ví dụ như chúng ta 3 ngày chúng ta lặp lại một lần, và một lần thì chúng ta phun từ 2 đến 3, một ngày chúng ta phun từ 2 đến 3 lần, và cách 3 ngày thì chúng ta lặp lại cái liều phun đó. Thuốc này thì có thể pha chung với các loại phân thuốc khác, nhưng mà mình theo kinh nghiệm của mình thì chúng ta cứ pha riêng đi. Cho nó an toàn. Thì video mình chia sẻ về sản phẩm vitamin B12 giúp cây sản sinh ra tế bào mới và giúp giải độc cho cây. Đến đây là hết. Thì xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi.